Chào các bạn. Thì hôm nay mình có một cái một đợt hàng về cũng khá là nhiều ở đây. Thì để ra một cái video thì mình muốn giới thiệu các bạn vài món. Thì nhưng mà để cho nó ngắn, để cho dễ xem thì mình sẽ giới thiệu từng món theo từng video nha. Thì ở đây thì mình có rất là nhiều hơn. Cái đôi dép Puma của Rihanna nè. Human Ray nè, cho Adidas X nè. Jordan One Panda nè. Ở đây có cái lông xù xì giống như là lông 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 gấu luôn á. Lông gấu panda, nó tên là Panda mà. Rồi Techno, rồi Air Force One. Đôi này đẹp lắm nha. Đôi này là khi mà mình chụp flash đó là nguyên cái dấu của Nike á, là nó sẽ phản quang. John 1. Jordan 4 order cũng stock ít luôn. Cái này có te Supply, Van Vogt, này là RMND ha. Cái con vợt thì đầu tiên mình đây có một cái đồng hồ ở đây, mình muốn giới thiệu với bạn coi nha. Đây là cái hãng Invicta thì khá là đẹp, mình muốn giới thiệu với bạn xem thử. Nó là cái hộp giấy ở ngoài ha, ở trong là một cái hộp bằng cái gì mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà nó khá là nặng này, cái hộp đó nè, cái hộp rời được cái vỏ giấy này để bao ở ngoài thôi. Cái hộp này mình kiểu như nó bằng cao su hay sao đó, bằng nhựa. Rồi mình mở ra nha. Thì cái này cái tay mình nó mình thấy nó đẹp quá, mình không có dám cầm lên, mất công nó dơ. Đồ cũng xịn, cũng mất tiền của khách mình, mình cũng phải giữ cho người ta. Quay từng mình lấy cái mắt ra đường đây. Đây 795 đô. Mà cái này mình nó sale còn đâu, còn có 100 đô à. Bảy trăm chín mươi lăm mình nó sale kiểu gì á mà khách mình mua còn có 100 đô à. 100 đô là chạy cái đồng hồ này về là khoảng 3,2 triệu nè. Cảm rất là chắc tay hay nhìn như là găng tay Thanos này là bao rồi này.